Hello, chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nè. Hôm nay mình sẽ làm một bể tiểu cảnh terrarium hệ kính, siêu đơn giản mà lại dễ chăm sóc nữa. Đất nền mà mình thường hay dùng để trồng cây đó chính là double lime nè, trộn với lại mùn dừa và một ít akadama nữa. Sau đó mình sẽ dùng đá và cố định với keo 502, gọi là keo dán sắt đó. Mình sẽ cố định với lại cái bố cục này. Đá hiện tại mình đang dùng có tên là đá Tiger. Đá này cũng khá là mềm chứ không có cứng đâu. Các bạn chỉ cần lấy búa đập ra, khi mà các bạn đập ra thì nó sẽ có những cái vết rất là đẹp, nhìn nó tự nhiên lắm. Nếu mà các bạn muốn ghép đá thì các bạn có thể dùng keo dán sắt để ghép lại, và cái bột của đá các bạn có thể dán vô luôn, nó cực kỳ chắc chắn nha. Sau khi đã định hình được bố cục rồi, bước tiếp theo là các bạn trồng cây vào cái bình terra. Vì bố cục là núi đá nên mình sẽ ưu tiên là trồng dương sỉ và dây leo, nó leo lên những cái ngọn núi này. Sau một thời gian phát triển thì nó sẽ leo rất là, nhìn rất là tự nhiên. Và mình ở bên dưới thì mình có dùng qua rêu quýt pin và rêu đầu trắng, bởi vì hai cái rêu này trồng rất là đẹp. Nhìn nó cũng rất là đơn giản đúng không các bạn? Chỉ cần một vài thao tác đơn giản là chúng ta có thể làm xong rồi nè. Đây, mình sẽ quay một vòng cho các bạn coi nha. Rất là đơn giản luôn nhưng mà nhìn nó cũng đẹp lắm nha các bạn. Còn chế độ chăm sóc terrarium hệ kính thì cực kỳ đơn giản luôn. Các bạn chỉ cần phun sương một tuần, các bạn có thể phun từ 1 tới 2 lần. Các bạn phun sương, các bạn không cần phải phun nhiều đâu, bởi vì trong hệ terrarium hệ kính thì nó không có thoát thoát lượng nước vì bao nhiêu đâu. Nó sẽ có một cái vòng tuần hoàn, khi các bạn xịt vào ấy, nước nó sẽ ngưng tụ và nó sẽ động lại, nó có độ giữ ẩm cho rêu và rêu nó sinh trưởng và phát triển thôi. Còn đèn thì các bạn có thể sử dụng đèn đế gỗ để mà chiếu sáng. Một ngày các bạn chỉ cần từ 4 tới 8 tiếng một ngày là được rồi. Hoặc các bạn có thể chia thời gian chiếu sáng ra làm hai, buổi sáng và buổi tối. Buổi sáng các bạn có thể làm 4 tiếng và buổi tối là 4 tiếng cũng được. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like và subscribe. Và đừng quên nhấn chuông thông báo để nhận những video mới nhất. Nếu có thắc mắc gì thì hãy comment vào bên dưới nhé.